Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hoàng. Xin phép được chúc cho quý anh chị và các bạn một ngày mới thật là tốt lành và gặp nhiều may mắn. Ngày 20 tháng 2 năm 2023, Lexus RX 2023 thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và phiên bản RX được nhiều quý khách hàng lựa chọn quan tâm nhất đó chính là RX 350 Premium có mức giá là 3 tỷ 430 triệu. Mẫu xe này sẽ có 9 màu ngoại thất và 4 màu nội thất để giúp các quý anh chị ở xa có thể dễ dàng hơn trong quá trình lựa chọn đặt mua xe. Thì Xuân Hoàng hôm nay sẽ mang tới cho quý anh chị và các bạn màu sơn rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam, đó chính là màu đen. Màu đen hiện tại là có mã màu là 223. Đây là một màu đen với mã màu mới. Trước đây thì Lexus RX thường phát triển với màu đen ở Việt Nam nó là mã màu là 212, là màu đen bóng. Hiện tại nó chuyển sang nó là màu đen ánh kim. Ẩn sâu dưới phần lớp sơn đen này đó chính là những lớp ánh kim phản quang rất là đẹp, tựa như là các viên kim cương đen ở trên bề mặt sơn vậy. Và ở bên nước ngoài, màu sơn này người ta gọi là màu đen caviar. Caviar có nghĩa là trứng cá tầm. Nó là một cái thực phẩm rất là sang trọng trong giới thượng lưu. Nó tượng trưng bằng màu sơn rất là đặc biệt của Lexus. Màu sơn đen là một màu sơn rất là truyền thống và phổ biến tại Việt Nam. Màu sơn đen thì nó toát đến cái vẻ uy quyền, mạnh mẽ, sang trọng, một màu đen hoàn hảo. Như quý anh chị thấy thì các màu sơn của Lexus thì rất là sáng bóng, bền đẹp và có khả năng chịu va chạm vô cùng tốt. Để mà hoàn thiện cái lớp sơn như thế này, ngoài việc là được đánh bóng bởi các robot AI trí tuệ nhân tạo, thì sau khi đánh bóng xong thì các nghệ nhân Takumi của Lexus sẽ đứng ngắm nhìn các cái mảng sơn, màu sơn trong thời gian rất là dài để đảm bảo cho không có một cái vết sơn nó thừa nào và cũng không có một mảng sơn nào nó khác biệt so với các mảng còn lại, để hoàn thiện lên một chiếc xe cả con người và máy móc hợp nhất với nhau thì mới tạo ra một màu sơn rất đặc biệt như thế này. Tất cả các màu sơn của Lexus thì đều được bảo hành 3 năm hoặc là 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, với các lỗi như là han rỉ bề mặt và hư hỏng lớp sơn. Đó, một sự khẳng định uy tín tuyệt vời của Lexus. Phần nội thất rất là rộng rãi và thoải mái của Lexus RX 350 Premium sẽ có 4 màu nội thất, đó là màu nâu da bò, màu nâu đỏ sẫm hay Hoàng hay gọi là màu nâu cà phê cho dễ hình dung, màu đen và màu kem. Trong đó thì hai màu nội thất được quý khách hàng lựa chọn tin tưởng đặt nhiều nhất đó chính là màu nâu vàng hay nâu da bò này và màu nội thất nâu cà phê. Hy vọng rằng clip vừa rồi sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có thể dễ dàng hơn trong quá trình lựa chọn đặt mua xe. Và thời gian đặt hàng của mẫu xe sẽ là từ 3 đến 6 tháng tùy theo phần lựa chọn ngoại thất và nội thất của quý anh chị. Quý anh chị quan tâm hơn về xe, xin hãy liên hệ lại với Hoàng nhé. Đại lý của Hoàng là Lexus Thăng Long, có địa chỉ nằm tại ngã tư Phạm Hùng và Dương Đình Nghệ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xuân Hoàng rất là hy vọng nhận được sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.